rất thành mặt, ví dụ như mình làm cái challenger nó phải làm cái phần mặt này, mà cái lòng thần là cái người ta lập đi lập lại, chẳng lẽ cứ đâm vào được mặt hoài không được. Và nếu là đâm kim tĩnh mạch đó thì cái áp lực máu tĩnh mạch nó không đủ để nó chạy cái máy thật, bây giờ như vậy thì người ta mới đẻ ra, người ta làm một cái chỗ giò, một cái chỗ thông nối, thì từ cái chỗ thông nối đó người ta sẽ đưa kim vô để người ta lọc thận đó. Thì chính vì vậy cho nên là bình thường trong cơ thể mình mà động tĩnh mạch nó thông nối với nhau là bất thường, nhưng mà trong trường hợp này là mình tạo một cái thông nối để mình chạy thận đó. Thì đó, nói tóm lại là nhờ cái thông nối này thì nó sẽ chạy vô cái máy và sau đó nó sẽ trở về cơ thể. Thì bây giờ về kỹ thuật thì người ta làm như thế nào, thì tức là nó là một cái thông nối giữa động và tĩnh mạch. Thì như vậy thì người ta có thể ghép bên giữa cái động mạch và cái tĩnh mạch, và có thể người ta ghép tận mà lên dùng một cái vật nhân tạo người ta nối hai cái này lại, hoặc là người ta nối tận bên đó. Đó là một cái kiểu ghép nữa. Thì thông thường á là người ta hay ghép nhất là giữa cái động mạch quay và cái tĩnh mạch đầu. Đó, đây là cái vị trí người ta hay làm nhất, tức là người ta làm cái vùng thấp, thường người ta làm vùng này. Đó, các nhìn thấy không? Người ta lấy giữa cái động mạch quay, người ta nối với cái tĩnh mạch đầu. Đó, đây là cái thông nối người ta thường hay gặp nhất, hay làm nhất. Thì như vậy thì với cái lực mạch động mạch thì cái dòng chảy nó sẽ chảy như thế này, nó chạy tiếp tục động mạch quay để ra nuôi cánh tay, để người ta thắt cái phần xa cái này lại, nó sẽ trở về như thế này. Thì thông thường để làm như vậy thì người ta trước khi người ta làm cái thông nối đó thì thường người ta sẽ đánh giá cái khả năng bù trừ của động mạch trụ. Thì người ta đo cái pitch to lift của động mạch trụ lúc bình thường, tại vì mình biết là mình có một cái động mạch quay một bên, một cái động mạch trụ một bên. Thì là người ta đo cái pitch to lift của động mạch trụ lúc bình thường, tức là lúc vừa có động mạch quay vừa có động mạch trụ. Sau đó người ta cho một người chèn ép động mạch quay, người ta đo lại cái pitch to lift của động mạch trụ, tức là coi như là không có động mạch quay ra nuôi cánh tay, để coi cái đáp ứng của động mạch trụ như thế nào. Thì nếu mà cái pitch to lift của động mạch trụ nó tăng lên sau chèn ép 20%, đúng không, thì lúc đó là được xem đủ điều kiện để làm cái ABS đó. Cái thứ hai nữa đó là người ta đo cái tĩnh mạch đầu đó, là cái kích thước của tĩnh mạch đầu nó phải lớn hơn 2.5mm thì mới đủ điều kiện. Tức là cái tĩnh mạch mà để nối cái động mạch qua đó nó phải trên 2.5. Thì nhiều khi cái tĩnh mạch nó xẹp quá thì người ta khuyến cáo là mình dùng cái cuốn huyết áp á, mình bơm nó căng lên thì cái tĩnh mạch nó nổi lên, thì mình sẽ đo cái cầu kính của cái tĩnh mạch đầu. Rồi. Như vậy thì cái thông nối hay gặp nhất mà người ta làm là giữa cái động mạch quay và cái tĩnh mạch đầu. Thì đây là cái chọn lựa đầu tiên vì ba lý do. Cái thứ nhất là nó đơn giản dễ tạo ra. Cái thứ hai là nó dễ để dành những cái mạch máu gần cho tương lai, tại vì mình xài thời gian cái thứ ở đây, cái mình lên trên này mình làm. Cái gì mình trông đâu. Cái thứ ba là ít biến chứng, là những cái huyết khối là nhiễm trùng hội chứng huyết máu thấp là nó ít biến chứng. Thành ra là người ta ưu tiên cái này. Thì người ta khảo sát nó thì khảo sát 2D Doppler. Mình khảo sát từ cái động mạch đến, chỗ thông nối, tĩnh mạch trở về và động mạch đi. Như vậy là động mạch đến là động mạch quay, cái chỗ thông nối, tĩnh mạch trở về là tĩnh mạch đầu, động mạch đi là tiếp tục cái động mạch quay chạy xuống. Cái đầu giò mình đặt nhẹ trên da, vì khi mà mình biết là cái này mình làm vừa động mạch vừa tĩnh mạch, mà mình ấn vào đầu giò thì cái tĩnh mạch nó sẽ bị xẹp, nó đưa ra nhiều kết quả sai lệch. Thì bình thường cái động mạch đến đó nó có phổ một pha với trở kháng thấp. Tại sao? Tôi nói luôn là cái ba cái điểm, đây là cái chỗ thông nối, thì cái điểm mà mình đo đốt ra là 1 cm trước cái chỗ thông nối, tại cái thông nối 1 cm sau cái chỗ thông nối, và 1 cm đối với tĩnh mạch trở về đó thì mình đo 1 cm sau cái chỗ thông nối để mình làm cái tốc thay của nó. Thì là nếu mà động mạch đến mình đặt 1 cm trước cái chỗ thông nối đó, thì lúc đó nó là phổ một pha với trở kháng thấp. Lý do là gì? Do cái máu bên nó chạy qua bên cái hệ tĩnh mạch rất là nhiều, cho nên lúc đó nó không phải là 3 pha nữa mà nó là 1 pha. Rồi. Cái phổ 1 pha với vận tốc cao ngay cái chỗ thông nối. Cái tĩnh mạch trở về nó có phổ động, tại vì lúc này nó không phải là tĩnh mạch nữa mà máu từ động mạch nó trào qua, thì lúc đó nó là cái phổ động.
nó do động mạch hóa thì mình đo tại 2 cm trong đầu thông nối. Cái động mạch đi đó là nó có dòng chảy hướng về bàn tay, tức là sau cái chỗ thông nối này thì cái động mạch này nó tiếp tục chạy về bàn tay, là bởi vì có những cái trường hợp á là nó bị cướp máu, cướp máu tức là sẽ có cái dòng chảy ngược. Rồi sau khi mà mình tạo cái chỗ thông nối rồi đó thì cái tĩnh mạch trở về này nó từ từ nó giãn ra, thì khẩu kính khoảng chừng 6 mm kể từ tuần thứ 6, và theo thời gian thì cái động mạch đến nó cũng từ từ giãn ra. Đó, anh nghĩ như thế. Nhưng mà nếu mà cái tĩnh mạch trở về nó giãn ra quá thì nó sẽ đưa đến cái biến chứng tĩnh mạch. Thì đây là mình cắt, các chị thấy luôn luôn mình cắt theo trục dọc, trục ngang của mạch máu. Các chị thấy mình kéo từ trên xuống thì các chị sẽ thấy đây là cái chỗ thông nối. Thấy chưa? Đây chính là cái chỗ thông nối. Đó, kéo từ trên xuống thì đây là cái chỗ thông nối. Đó, rồi. Cái tĩnh mạch thì cái thành của nó, các chị thấy là nó lúc này các chị thấy cái thành tĩnh mạch này, đây là những cái lá van mà bây giờ nó bị hư rồi, thấy không? Với khi mà nó động mạch hóa thì những cái lá van nó bị hư hỏng hết, không đồng bộ. Đó, thì đây là cái động mạch đến và đây là cái động mạch đi. Thì các chị thấy là khẩu kính của động mạch đến nó to hơn hẳn khẩu kính của động mạch đi, là bởi vì là nó dồn máu vào cái chỗ thông nối đó, thì cái động mạch đến từ từ nó lớn ra, trong khi đó cái động mạch đi thì nó sẽ ít máu nuôi hơn, thì nó cái thước nó không có thay đổi. Các chị thấy không, đây là động mạch đến, động mạch đi. Và nhìn trên cái thang tốc độ màu thì động mạch đến này đang hướng về lòng bàn tay và động mạch đi này cũng đang hướng về lòng bàn tay, đúng không? Đúng chưa? Là phải nhìn cho ra chứ, bởi vì nhiều khi động mạch đi nó chạy ngược mà mình không nhìn ra. Đó. Rồi, như vậy thì đây là mình sẽ đo cái khẩu kính động mạch đến, động mạch đi, khẩu kính tĩnh mạch trở về. Thấy chưa? Và đây là cái chỗ thông nối. Khi mình cho cái cửa sổ Doppler vô cái chỗ thông nối thì các anh chị thấy rằng là nó là của một pha với cái dòng chảy cuối tâm trường rất là cao. Còn cái động mạch đi đó thì các anh chị thấy nó là của ba pha. Bây giờ mình khi mình làm thông nối như vậy thì sau đó mình phải đánh giá coi cái thông nối mình nó có hoạt động tốt hay không. Thì tiêu chuẩn đánh giá thông nối hoạt động tốt là mình sờ tại cái vị trí thông nối, mình thấy nó rung tay. Cái này nó giống như cái triệu chứng rung miêu mà khi các anh chị ngồi mà cái thời tôi học có chưa có cái gì hết ngoài cái ống nghe đó, thì có cái rờ cái rung miêu đó. Các anh chị có bao giờ rung miêu chưa? Tin đó, mình rờ mà nó rung miêu á đó. Đó, thì rờ ở đây nó cũng y chang vậy, mình thấy nó rung ở dưới tay. Cái lưu lượng dòng chảy tại chỗ thông nối từ 400 đến 800 ml trên phút. Thì cái lưu lượng dòng chảy này mình đo được không? Câu trả lời là được, cái máy mình nó đo được. Máy mình nó có cách rồi để nó ra cái lưu lượng. Bây giờ cái đường kính tĩnh mạch trở về tối thiểu phải trên 4 mm, thì đây là cái tiêu chuẩn của cái thông nối hoạt động tốt. Thì trên cái máy mấy cái máy này nè thì cái lưu lượng dòng chảy nó sẽ tính toán tự động sau khi mình chọn cái chức năng Tiamin, chọn cái volume flow, mình đo cái động mạch đường kính đến thì nó sẽ cho ra cái. Thì đây, cái gì thấy ví dụ như đây là một cái ví dụ, đây tôi làm lúc này động mạch cảnh, nhưng mà đó tôi ví dụ về cái đo cái volume flow. Thì sau khi mình đo cái đường kính cái động mạch đó đến thì cái gì thì ở đây nó hiện lên cái volume flow. Rồi bây giờ mình nói những cái biến chứng. Bây giờ mình nói là biến chứng đầu tiên của nó là nó sẽ bị hẹp, cái thông nối nó bị hẹp. Thì cái tiêu chuẩn đầu tiên là cái fistulitis tại chỗ thông nối nó tăng lên trên 400 cm/giây. Cái tỷ lệ fistulitis tại chỗ thông nối và cái động mạch đế nó trên lệch 3 lần. Cái tĩnh mạch trở về nó nhỏ hơn, fistulitis nó nhỏ hơn 50 cm/giây và cái khẩu kính dưới 4 mm. Cái lưu lượng dòng chảy dưới 300 ml/phút. Tại vì các anh biết rằng là lưu lượng dòng chảy nó cao quá thì bệnh nhân sẽ bị suy tim. Tại vì cái thông nối nó quá lớn thì bệnh nhân sẽ bị suy tim. Thông nối quá lớn tức là cái tim nó làm việc mà không hiệu quả là bao nhiêu máu nó chạy qua cái chỗ thông nối hết. Thấy chưa? Nhưng mà cái thông nối mình nó quá nhỏ thì lúc đó là không đủ áp lực để lọc máu. Thấy chưa? Thì cái tiêu chuẩn để lọc máu là từ 400 đến 700, còn bây giờ nó dưới 300 thì nó không có lọc máu rồi. Thấy chưa? Là như vậy là sẽ không tốt. Đó, thì đây là một cái Doppler ở cái chỗ thông nối.
Thì đó, cái gì thấy nè, người ta làm 2 cm cách cái chỗ thông nối hết. Người ta thấy cái pistolit của cái bình thường của nó đây là 12 cm trên dây. Đó. Cái và sau đó người ta làm ngay cái tại chỗ cái thông nối thì nó lên đến 380 mm dây. Như vậy so sánh giữa cái pistolit của cái động mạch đến và cái chỗ thông nối, cái gì thấy động mạch đến thì có 12 cm trên dây, mà tại cái chỗ thông nối nó lên 384 cm dây, tức là cái tỷ số này nó trên 3 lần. Thì như vậy đó là một cái biến chứng hẹp cái chỗ thông nối. Rồi, đây là một cái hình ảnh tương tự của cái chỗ hẹp ngay chỗ thông nối. Đó. Rồi, sau cái biến chứng hẹp là nó tắc. Nó tắc luôn á, là nó có thể huyết khối hoàn toàn hoặc không hoàn toàn ở tại cái vị trí đập kim, ở tại ngay cái vị trí thông nối. Thì lúc đó thì khi mà cái thông nối nó bị tắc á, thì coi như là không còn thông nối nữa. Thì cái động mạch đến á, nó trở về 3 pha, tại vì giờ nó đâu còn qua tĩnh mạch nữa. Thì động mạch đến nó sẽ trở về 3 pha, hoặc là nó có end diastolic bằng 0, hoặc là end diastolicity âm. Thì đây là một cái huyết khối tĩnh mạch trở về. Đó, đây là phổ 3 pha ở cái động mạch đến. Đó, và cái chỗ thông nối hoàn toàn không có tín hiệu nữa. Rồi, cái biến chứng kế tiếp của nó là phình và giả phình tĩnh mạch. Như vậy thì nó cũng giống như hồi sáng mình học cái phình động mạch đó. Thì phình tĩnh mạch tức là toàn bộ cái lòng tĩnh mạch nó giãn ra. Còn giả phình tĩnh mạch là mình đâm rách cái thành tĩnh mạch ra ngoài, nó là giả phình. À, cái thành tĩnh mạch nó thoái hóa, nó giãn ra và nó hình thành cái phình tĩnh mạch. Đó, còn giả phình là do mình đâm kim vô và nó rách ra. Đó, thì cái gì thấy đây là một cái giãn tĩnh mạch, chỗ này nó phình ra. Đó, đây là cái tĩnh mạch trở về, cái gì thấy nó phình lớn ra. Và do cái tĩnh mạch trở về mình nó đã bị động mạch hóa rồi, cho nên mình cho cái lát cắt ngang, mình cho cái đốt lê xung vô, nó có sinh ánh sáng. Thấy chưa, cho nó động mạch hóa rồi. Đó, còn đây là cái tĩnh mạch trở về, và đây là cái cổ của cái túi giả phình, và đây là cái túi giả phình. Cái gì hình dung không? Cái túi, tại bởi vì cái tĩnh mạch trở về của mình bây giờ nó đã bị động mạch hóa rồi, và như vậy thì mình đâm kim vô nó bị xé rách cái thành tĩnh mạch đó, và nó đưa đến giả phình tĩnh mạch. Như vậy thì thực ra cái lòng tĩnh mạch trở về là đây, nhưng mà bên cạnh nó là một cái túi giả phình đây. Đó, cái gì thấy không? Đây là cái cổ túi giả phình, và đây là nguyên một cái túi giả phình. Nói đúng lại, bây giờ mình phân biệt với phình với giả phình là gì? Phình là bản thân cái mạch máu nó phình ra, giả phình là một cấu trúc cạnh nó, cái túi cạnh nó. Rồi, tiếp đến mình nói đến cái hình tượng cướp máu. Hình cướp máu là gì? Khi mà cái lưu lượng qua thông nối nó nhiều đó, thì nó có thể gây đến cái thiếu máu vào tay. Ngoài ra do cái trở kháng thấp tại thông nối đó, thì nó có thể gây ra cái hiện tượng cướp máu. Thì cướp máu là gì? Máy máu từ bàn tay nó chạy ngược về chỗ thông nối, nếu lúc đó cái bàn tay nó sẽ thiếu máu. Thì như vậy thì theo cái thông nối này thì bình thường cái động mạch đến nó đến đây và nó cho máu qua cái tĩnh mạch đầu, và tiếp tục cái dòng chảy thì nó sẽ cung cấp máu cho cái lòng bàn tay. Nhưng mà nó bị cướp máu, tức là lúc này á, là nó qua thông nối đây rồi, thì máu từ cái lòng bàn tay này nó lại chạy ngược qua để nó qua cái thông nối này luôn. Cái gì hình dung không? Thì như vậy là mình sẽ có cái dòng chảy ngược động mạch đi, đúng không? Là lúc đó mình sẽ chẩn đoán được là cái hiện tượng cướp máu. Rồi, đây là tôi làm đốt le ở cái động mạch đi. Cái gì thấy rằng là cái dòng này nó đang về đâu? Hả? Cái chỗ thông nối ở đây, đây là cái động mạch đi. Hả? Đó, làm như này là sai, đúng không? Làm như thế này là đúng. Làm như thế này là càng chạy ngược bàn tay, cái chỗ thông nối. Thì đây là cái hiện tượng cướp máu. Ok ha, làm như này là đúng nha. Và cái gì coi làm sai nè, từ từ coi làm sai. Đó,
để cái hướng gạch bên hộp hồng này. Đó, mình để hướng gạch bên hộp hồng như này là đúng. Và với gạch bên hộp hồng như thế này thì cái dòng chảy này đang chảy từ lòng bàn tay về nối. Thì cái này là đã bị hiện tượng cung mong. Đó. Đó, đây là một trường hợp bị hiện tượng cúp máu. Rồi, cái biến chứng nữa cũng rất là hay gặp là cái lưu lượng thông qua thông nối quá mức. Thì nếu mà lưu lượng dòng chảy nó quá lớn, nó vượt quá 20% dung lượng tim thì sẽ đưa đến cái hiện tượng cúp máu và suy tim. Biến chứng này gặp chủ yếu ở các thông nối tạo ở vùng khuỷu tay. Các anh nhìn tạo ở cái vùng trên này này, nó dễ bị cái biến chứng đó. Nó gọi là lưu lượng qua thông nối quá mức khi nó trên 1500 ml/phút. Thì nói tóm lại là phải có một cái thông nối, phải có một cái lưu lượng đủ lớn để cho lọc máu. Nhưng nếu mà nó quá thấp thì không lọc máu được, mà quá cao thì bệnh nhân sẽ bị suy tim. Thì để tiêu chuẩn để chẩn đoán qua thông nối quá mức khi nó trên 1500. À, thì đây là một cái cách ngày xưa à, người ta đo, nó có, người ta đo mean velocity, đo cái bộ kính động mạch đế. Thì người ta suy ra, thì cái lưu lượng này là 2007. Thì lúc đó là nó trên 1500 rồi, chẩn đoán qua thông nối. Thì tôi xin nói lại, thì cũng có nhiều học viên hỏi tôi rằng là tại sao mà mình đo cái lưu lượng mà mình không đo ngay chỗ thông nối, mà mình lại đo ở 2 cm ở động mạch đế trước chỗ thông nối. Rồi tôi xin nêu rằng là sách vở người ta nói rằng là do cái chỗ thông nối, cái dòng nó rất là cuộn xoáy, là cái phổ nó không có thiệt chính xác để đo đạt. Cho nên rằng là cái lưu lượng này người ta quy định là người ta lấy ở 2 cm ở động mạch đến trước chỗ thông nối. Và những cái số liệu để đánh giá qua thông nối quá mức là lấy ở cái vị trí đó. Tức là mình đánh giá, mình đo ở cái vị trí 2 cm trước chỗ thông nối, và đó được xem là cái lưu lượng qua chỗ thông nối. Cái gì hình dung không? Tại vì người ta rất là suy ra, tại sao? Rõ ràng cái dòng máu nếu mình đo 2 cm trước chỗ thông nối thì cái máu đó nó vừa qua chỗ thông nối mà vừa qua bàn tay nè. Cái gì hình dung không? Thì nhiều người đòi hỏi là chỉ đo tại chỗ thông nối thôi. Nhưng mà không, cái lưu lượng này là tôi xin thưa là trong sách vở nó lưu ý là mình đo 2 cm ở động mạch đến trước chỗ thông nối, và người ta quy ước đó là cái lưu lượng qua chỗ thông nối. Cái này tất nhiên là một quy ước tương đối thôi, thì cái chỉ số đó là áp dụng tương đối rồi. Rồi, bây giờ mình tiếp đến cái phần demo.